Chúng ta sẽ chào đón anh Văn Tân và chị Mỹ Phượng. Đây đây, hôm nay là ngồi đây chứ không được bên kia đâu. Ngồi xuống đây đi. Một tràng pháo tay chào đón đôi gọi là vợ chồng son. Em bị chồng em dụ ra. Dụ hả? Mệt quá ngủ rồi, chồng em ngáy cả đêm em không ngủ được. Là đêm tân hôn của em. Đêm nó đang ngủ là gì? Cặp này kết hôn ngày 26 tháng 11 năm 2017. Hai bạn có nhớ là cái ngày mà mình ngồi trên đây mà mình hẹn hò gặp mặt nhau lần đầu tiên là ngày nào không? Em nhớ không nhầm thì là ngày 22 tháng 8. Lúc mà bấm nút hẹn hò xong đó, ngay lúc đó mình cảm thấy đối phương đó là mình có nghĩ là mình cưới không? Hay là chưa? Chỉ bấm vậy thôi. Nếu mà ngay lúc đó mà nói là cảm thấy cưới thì cũng chưa thực sự. Nhưng mà sau khi ghi hình xong đến khi bọn em xuống và qua thời gian tìm hiểu thì khoảng một tuần em xác định là sẽ tiến tới với vợ em bây giờ. Bây giờ thì em vẫn hiện đang là công tác là trợ lý quân khí của trường 3, sườn 9, quân 4 ạ. Nằm ở đang đâu? Ở Xuân Lộc Đồng Nai. Rồi, em gái, bây giờ là em đang công tác ở đâu? Dạ, cái lúc trước á, lúc mà quen chồng em thì em vẫn đang làm ở Nhân Trạch. Một khoảng cách khá xa với anh là khoảng độ gần 90 cây số. 90 cây số. Dạ. Rồi bây giờ? Dạ, bây giờ thì em theo chồng em. Theo rồi hả? Anh kiếm được công việc cho em làm nè hả em? Em kiếm một công ty gần đó em làm ạ. Hay quá ha. Đó quý vị thấy không? 90 cây số khoảng cách như thế, hẹn hò không là gì cả. Để ở gần bên chồng hơn, tại vì thời gian hai vợ chồng rất là ít. Tại vì từ thứ hai tới thứ sáu là chồng ở trong quân đội rồi. Thứ bảy chủ nhật chồng mới về với em. Vừa cái lúc mà ghi hình á, khi cái màn mà còn vừa mới kéo lên á, em nhìn Tân lúc đó là cảm giác thế nào, nói thật đi nha. Dạ thực sự là cái hôm mà em gặp chồng em thì em không nghĩ là em sẽ cưới. Tại vì em rất là rõ ràng về cái chuyện tình cảm, ít nhất là mình cũng phải tìm hiểu nó đàng hoàng một tí, chứ không có phải là tự dưng rồi đi cưới nó như thế này nhanh gọn quá luôn. Nhanh gọn quá. Em có hỏi rất là nhiều điều về chồng em đó, thì đôi khi em cũng lo lắng là không biết là anh có nói thật lòng hay không như vậy đó. Thì em chỉ bấm nút là ở đây tạo cho nhau một cái cơ hội để mình làm quen với nhau. Chứ cũng không ngờ là cưới. Dạ thực sự là nhưng em không có ngờ. Từ cái lúc mà bấm nút ở đây xong về là bao lâu là cái cuộc hẹn đầu tiên xuất hiện? Dạ ngay ngày hôm đó là bọn em hẹn hò luôn. Chà, quân đội làm đánh nhanh rút gọn quá ha. Hôm đó là bọn em đi cà phê ở gần đây, rồi sáng hôm sau là anh về anh chào mẹ em luôn. Hả? Trời ơi. Tới cà phê thì có hai người hay là có nhiều người? Dạ có hai người. Rồi câu đầu tiên anh nói em là gì? Dạ không, em nói. Em nói trước hả? Em nói gì? Em hỏi chứ, ủa anh ơi, những điều anh nói lúc nãy á, là có đúng hay không? Có thật sự là vậy không? Thì lúc đó giống như là chồng em tạo niềm tin cho em vậy đó. Chồng em nói là thời gian sẽ giúp cho em hiểu là anh những điều đó là anh nói là toàn là sự thật. Giống như lúc đó là một soái ca trong mắt em vậy đó. Rồi cái lúc mà hẹn đó xong đó, là cái bữa đó anh tỏ tình chưa hay là bữa khác nữa? Dạ chưa chồng. Chưa, sao em dắt về nhà gặp mẹ? Dạ, tại vì chồng nói là chồng chỉ có 2 ngày nghỉ thôi, chứ còn không mà sau cái ngày hôm nay thì phải 3 tuần nữa chồng mới được nghỉ. Thế là thôi về cho mẹ xem. Dọa em đó, chứ đúng ra ngày sau nghỉ luôn đó. Nhưng mà Tân. Dạ. Khi mà tới quán cà phê thì em nhìn vợ em nói câu đầu tiên gì em nhớ không? Nếu mà nói để tỏ tình là tỏ tình với vợ thì em thì cũng chưa nói. Nhưng chưa mà thực sự thì bọn em thì là vợ em thì cũng qua những cái biểu hiện qua lời nói của em ấy thì vợ em cũng rất là hiểu và cảm thông cho em, nên là sự tiến tới hôn nhân của chúng em mới diễn ra nhanh như vậy. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên là lúc nào? 3 tuần sau thì em có về thăm vợ em ở nhà một lần, và sau đó tuần sau đó thì là em có xin phép mẹ cho vợ lên đơn vị chơi. Thì tôi hỏi hôn luôn á. Thì đó thì là đi em mang kẻ thì là lên đơn vị mới hôn. Vào lên đơn vị. Lên đơn vị cuối tuần em ở lại chờ kỳ lên đơn vị thì mới hôn. Rồi nhưng mà lúc mà đưa em về gặp mẹ của cổ lần đầu tiên đó, dạ, thì là cái nhận xét, cái phản hồi từ phía gia đình bên nhà gái đối với em là như thế nào? Theo như vợ em nói thì mẹ cũng rất là khó tính, nhưng mà khi em về thì em thấy là bình thường mà rất là quý em. Bao lâu sau thì em mới dắt cổ về gặp gia đình em? Thực sự gia đình em thì bố mẹ đang ngoài Bắc á. Đến khi cưới thì bố mẹ mới biết
chỉ gặp bên nhà gái thôi, còn nhà trai là lúc cưới. Vậy là em xin phép cưới, là em xin qua điện thoại. Dạ. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc làm gì cưới lẹ dữ vậy? Thì có cái lý do gì không? Như em có nhớ, em có xem chị có nói, có quen một số bạn mới hò nên là yêu nhau 3 đến 6 tháng thôi, chứ để lâu thì nó... Thì ta 3 đến 6, còn em... Thì em 3 tháng mà. Từ quen nhau từ 2 tháng 8 đến 26, 11 em mới cưới mà. Nhưng mà em cứ em quyết định, cái khi mà em mà quyết định cưới đó đó. Thì em quyết định cưới là sau khi em quay một tuần, sau khi em quay một tuần thì thành cũng 3 tháng. Nói chung lúc đó ta yêu rồi thì mấy tháng không quan trọng. Cái chuyện đám cưới á, là nó cũng có một cái lý do vui như thế này á. Em gái của em thì mới nói là chị hai, em xem bói cho chị hai á, năm nay là 26 tuổi là chị hai cưới, mà người này là do mai mối mà ra. Thực sự là em không có tin về cái điều này tới khi mà chương trình gọi và em quen chồng em, và chồng em nói ờ thôi mình cưới đi chồng. Thì mình nói ờ chắc đây là cái duyên hay sao, đúng rồi, thì bói nói năm nay mình cưới mà chắc đúng là chồng mình rồi đó. Rồi thứ hai nữa, trước khi quay là em bị cancel 2-3 lần quay lịch quay lận, thì tới lần thứ ba thì em mới gặp lại chồng em. Đấy thì em nghĩ đó là một cái duyên của tụi em. Ngồi thêm một cái nữa là em bị chồng em dụ ra. Dụ hả? Anh dụ sao em? Dụ ra đâu? Em kể kể cho dụ sao? Không phải là dụ cái gì, nhưng mà chồng em nói là nếu như mà vợ nhớ chồng nhiều thì bây giờ mình cưới nhau đi. Bây giờ khi cưới là đơn vị sẽ tạo điều kiện thời gian nghỉ của chồng nhiều hơn. Thì thay vì mình chưa kết hôn thì 3-4 tuần thì chồng mới nghỉ, mới về thăm vợ một lần. Thì bây giờ cưới thì cuối tuần là chồng về thăm vợ. Thế là lúc đó là em cũng yêu và cũng thương chồng nhiều lắm. Thế là em nói là thôi chắc duyên số rồi đó, thôi cưới đi. Đêm tân hôn có gì vui không? Đêm tân hôn của em thì nó hơi... nói ra ngại quá. Nói đại đi để cho chị với anh Huyền Linh học hỏi. Hôm đó thì thực ra là đám cưới xong thì khoảng 2 giờ. Bọn em là mệt lã rồi về phòng thì mình ai nấy nằm ngủ, ngủ một giấc đã đời. Xong rồi tối hai đứa đi ăn. Ăn xong về cái bánh răng là chồng em lên, chồng em nói mệt quá ngủ rồi. Chồng em ngáy cả đêm em không ngủ được. Đêm tân hôn của em á. Là sao? Tự đám cưới buổi trưa xong ngủ nguyên buổi chiều rồi chưa đã hả? Sao vậy Tân? Sao hai cái mà vừa mà ấy mà thăng hoa nhất em lại bỏ qua cái chuyện cầu hôn và đêm tân hôn vậy Tân? Sao không dễ quá vậy Tân? Thì đêm nó ngủ á nghĩ. Ngủ nguyên buổi chiều chưa đã hả trời? Chưa, không phải chưa mà. Vợ em nói không phải nó hoàn thành như vậy đâu. Chứ nó làm sao? Thì có làm thôi. Làm thế. Phải có chứ sao đêm tân hôn mà không có được. Thì có. Có thì... rồi người ta mệt ta mới ngủ, người ta ngáy quá suốt ngày cả ngày tiếp khách rồi. Còn người ta cũng có người ta mới ngủ. Chứ đâu thiếu chút. Làm anh bực mình tân quan hỏi liền chứ. Bữa khai là kho nguyên kho lựu đạn súng ống gì. Ngủ ngáy dữ lắm hả cưng? Dạ. Không, không làm mệt thôi. Rồi mấy bữa sau còn ngáy không? Dạ không, có đêm nào không ngáy anh. Đêm nào cũng ngáy. Không làm mệt thôi. Không, dạ không mệt hôn thì em ngủ không được thôi, em không biết làm gì. Em lấy máy ghi âm ra, em ghi âm cho chồng em nghe. Lúc nào anh cũng nói anh không ngáy. Nhưng mà từ hôm cưới tới giờ hình như không có đêm nào là không ngáy. Nhưng mà từ hôm mà cưới nhau tới giờ là đêm nào cũng được ngủ chung hết hả? Đâu có đâu. Cuối tuần nào cũng nghỉ thì mới được ngủ chung thôi. Vẫn còn bình ngày thôi. Bình thường thì ngày hành trình giờ hành chính, ngày thứ 2 đến 6 nào thì ngủ trong đơn vị chứ. Ủa rồi lúc mà cả tuần mà anh đi làm đó rồi em ở nhà em có buồn nhớ chồng không? Dạ nhớ chứ chị. Tại vì cái cảm giác mà mình mới cưới xong mà chồng mình nguyên một tuần từ thứ 2 tới thứ 6 là ở trong kia luôn. Thứ nhất là mình cảm thấy giống như bị tủi thân vậy đó. Thì bắt đầu em mới nấu ăn, rồi em cũng kiếm việc làm thêm. Rồi khi mà nhớ chồng ấy, em cũng chạy vào trong đơn vị, em gọi chồng em ra. Rồi xong rồi hai vợ chồng cũng nói chuyện một hai câu gì đó, rồi em lại chạy về nhà. Trời, tội nghiệp quá nha. Rồi gọi điện nói chuyện qua Zalo, qua video để cho đỡ nhớ chồng. Tối ảnh ở trong quân đội nhưng mà vẫn được điện thoại nói chuyện hay là? Dạ, dạ. Anh trong quân đội á, Tân, quân đội thì kỷ luật rất khắc nghiệt lắm đúng không? Thì em có khi nào em vì nhớ vợ em về em thăm vợ em mà em bị một cái kỷ luật gì đó không? Cũng có một lần em đã bị như vậy. Thì do là em mà muốn ra ngoài á thì phải đăng ký ở ngoài á. Ví dụ đăng ký đi từ 7 giờ đến 9 giờ thì em 9 giờ em vào hoặc là 10 giờ em vào.
mà muộn hơn so bây giờ mình đăng ký ấy, thì chỉ có nhắc nhở thôi, cũng tạo điều kiện là vợ mới thì không có trách gì nhiều á. Vợ mới tạo điều kiện, vợ cũ không tạo điều kiện hả? Thực ra là hôm đó có một cái kỷ niệm như thế này làm em rất là lo lắng với chồng em. Là tức là hôm đó là em có một cái chuyện riêng ở nhà, chồng em trong đó rất là lo. Thế là hôm đó là cũng là cái ngày trực, thế là chồng mới chạy ra ngoài một tí thôi, vừa mới chạy ra thì bị đơn vị kiểm tra. Thế là bị chồng em cũng bị nhắc nhở trước khi mọi người như vậy. Thì hôm đó thật sự em rất là lo. Thứ nhất là ảnh hưởng tới công việc của chồng, thứ hai nữa uy tín của chồng có như vậy hay không. Thì lúc đó em mới nói với chồng em, thôi để vợ tự an ủi mình và không sao cả, vợ sẽ vượt qua hết tất cả, tại vì vợ đã chấp nhận như vậy, chồng cứ yên tâm đi, không có gì cả. Là lúc đó là chồng em là chỉ biết ôm em và an ủi em là vợ hãy cố gắng như vậy thôi. Hay quá, dễ thương quá nha. Hai vợ chồng có kế hoạch gì nào có em bé chưa? Đến giờ em đang kế hoạch thì theo dự định của hai vợ chồng là đến năm 2019 là sẽ có em bé. Ủa em ơi, cái hôm mà mình lên đây á, mình đã nói hết tật xấu ra hết rồi, về có phát hiện ra thêm tật xấu nào không? Có em phát hiện ra em thêm tật xấu là ngủ là nghiến răng. Hả? Người ngáy người nghiến răng hả? Vậy cũng là xong kiếm hợp tích rồi. Vậy là hôm đó không có kể đây đúng không? Dạ đúng rồi, hôm nên hôm nay hôm nên quay đâu có kể. Ủa nhưng mà đó, em ngủ rồi em ngáy, vợ em ghi âm, rồi em ngủ sao em biết vợ em nghiến răng? Không, những lúc mà em bất chợt em tỉnh dậy á. À là em thấy vợ em ngáy, à nghiến. Nghiến răng, à. Vậy em cũng phải ghi âm. Mẹ vợ cũng có nói là vợ em ngủ có tật hay nghiến răng. Em có ghi âm lại không? Không, em không, em đâu có như vợ em đâu. Ý là nói em không có xấu gì vợ em mới ghi âm đúng không? Ý là em không cần phải như thế, bởi vì nói ra thì vợ cũng biết mà. Cái tật đó là vợ em cũng biết, nhưng mà tại hôm vừa rồi, hôm đầu tiên lên quay là vợ không có nói thôi. Em kể là có phát hiện gì xấu gì của chồng không? Chồng em á thì vẫn có những cái tật của con trai, ví dụ như không có gọn gàng thì cái đó. Những... Bây giờ hả? Có tắm không? Dạ, không, chồng em vẫn tắm và rồi ngày em tắm một bữa một lần. Những cái gì mà hứa nhau ở trong chương trình Bạn Mối Hẹn Hò về chồng em có thực thi đúng không? Dạ, hiện tại tới giờ phút này thì em hoàn toàn tin chồng em. Đó, quý vị nhìn thấy không? Một cặp đôi đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, sau một tháng họ đã quyết định tiến tới hôn nhân, và sau 3 tháng họ tổ chức đám cưới, và bây giờ họ ngồi ở đây họ chia sẻ toàn là niềm vui, không là rạng rỡ lắm, mặt ai cũng rất là tươi vui rạng rỡ. Hy vọng là đơn vị cũng sẽ tạo mọi điều kiện cho chồng với vợ được bên nhau nhiều. 2019 sẽ là có đứa con đầu lòng. Hôm nay có chỉ huy của Tân nè, mình nói chuyện luôn đi ha. Lần thứ hai được nói chuyện với anh chị, với tất cả quý vị ở trường quay, thực sự cũng vẫn cái cảm giác như trước, vẫn hồi hộp. Ước gì mình lại được như thế như ngày xưa tôi đăng ký liền. Mà đặc biệt tôi đã rất khoái đăng ký muốn hẹn hò với chị Cát Tường cơ. Tôi không trực tiếp quản lý như bản thân, nhưng tôi quản lý những người khác cũng như bản thân. Thế thì đối với chương trình thì đối như thế này thì chúng tôi rất là vui, bởi vì chương trình đã đem đến rất nhiều những nguồn lực, những động viên, và đặc biệt là để cho tìm được cái bạn đời của mình là cái chỗ dựa rất lớn về tinh thần, để cho những người cán bộ như Tân và những người như chúng tôi yên tâm công việc để tập trung vào hoàn thành cái nhiệm vụ của mình được giao. Xin cảm ơn chương trình, đặc biệt là cảm ơn thủ trưởng cấp trên đã phối hợp với chương trình, và cảm ơn hai chị anh Quyền Linh và chị Cát Tường, ông Mai và Mai, những người tác hợp cho những đôi như thế này được thành công. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đơn vị chúng tôi, đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nó rất là ngặt nghèo về thời gian. Không có thời gian đâu em. Đừng có nói rằng ngày nào anh cũng đến được với em, đừng có nói rằng tuần nào anh cũng được về với em. Như tôi bản thân một tháng được về 3 tuần 3 lần thôi, vào ngày thứ bảy chủ nhật, còn một tuần vẫn phải trực, chứ không phải được tròn cả 4 tuần đâu. Đó là quy định chung. Và đặc biệt là những người bạn đời như bạn Phượng đây thì cần phải hiểu hơn. Hôm nay đi trên xe tôi có nói với bạn Phượng ạ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều vấn đề xảy ra và còn nhiều cái, và em cứ phải xác định cho rõ ràng là một mình nuôi con. Mở mắt ra cũng thấy một mình với con, đến tối về, đến trưa về cũng thấy một mình với con, đến chiều về cũng thấy một mình với con. Cực kỳ có những lúc phải đi xuống, nhưng đó là niềm tin để mình hướng tới. Hy sinh cho chồng là hy sinh tất cả. Khi bạn Tân có vi phạm gì chăng nữa thì chúng trong đơn vị chúng tôi hiểu, không phải là lấy cái kỷ luật sắt để mà cứ vậy là kỷ luật bạn Tân hay kỷ luật gì, nhưng muốn nhắc nhở rằng là mình phải hài hòa giữa đơn vị và gia đình, giữa gia đình với đơn vị để được cả đôi bên. Chỉ mong hai em hãy cố gắng sắp xếp công việc gia đình và sắp xếp của chính công việc của đơn vị để làm sao để hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Và luôn nhớ rằng là chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi thì bớt lửa, cho đời thêm vui.
Cố gắng nha, còn nhiều trông gai phía trước ha. Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau quá, vẫn như ngày quá. Đầu chúng tôi muốn nụ hôn nó trở lại. Tuyệt vời. Ngày đầu tiên các bạn cũng hôn nhau như thế, trong cái sự rụt rè, trong cái sự e thẹn. Lần thứ hai chúng ta đến đây, chúng ta hôn như chưa không có ai ở đây hết. Anh cảm phục cái tinh thần của Phượng ở đây. Bởi vì yêu một người lính là chấp nhận cái hy sinh. Như đồng chí chỉ huy vừa mới nói, yêu chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp thì cũng phải có một cái điều gì đó, phải bản lĩnh. Như nãy giờ anh kể, em kể cho anh nghe thì thực sự tụi anh cũng rất là cảm động trước cái tình của em đối với chồng em. Anh nghĩ rằng cũng không có gì quan trọng là tình yêu có đủ lớn, đủ thăng hoa để chúng ta vượt qua những điều đó hay không. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn. Rồi, chị ạ. Dạ. Khi nào có cháu thì báo tin cho ông hai bà mối biết nhé. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Nó muốn có bồ mà nó không muốn hẹn hò, nó không muốn mất thời gian. Mời nhà trai. Mời, mời nhà gái. Chào anh. Rồi chào em. Ôi em ơi, xinh như công chúa. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ chào anh Quỳ Linh, chào anh Ngọc Lân, chào các khán giả. Em là Mạnh Cường, đến từ Đồng Nai, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thuận An, Bình Dương ạ. Em làm em, gì Cường? Dạ em làm nhân viên kinh doanh bất động sản ạ. Em là sinh năm mấy? Dạ em sinh 1989 ạ. 1989. Dạ. Rồi Mạnh Cường sinh năm 89, đến từ Đồng Nai, làm kinh doanh bất động sản. Chào Cường nha. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh, chào các quý vị khán giả và nhà nam bên kia. Thì em là Nhung, hiện tại em năm nay 26 tuổi. Hiện tại thì em đang là nhân viên tuyển dụng nhân sự. Dạ. Của công ty nào, ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang làm cho Bersocali Việt Nam ở quận 1. Dạ. Rồi em ở đâu? Hiện tại thì em đang ở quận 6. Với ai? Với lại hai chị của em. Rồi. Còn em làm ở với ai? Dạ hiện tại em đang ở một mình ạ. Một mình luôn? Dạ. Rồi quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai ạ. Đồng Nai, rồi bây giờ trên đó còn ai trên đó? Dạ còn mẹ. À mẹ. Dạ. Rồi nếu mà lấy vợ về có phải làm dâu không? Dạ, nếu mà lấy vợ về thì không làm dâu ạ. Không làm dâu. Dạ. Thôi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, hơi thật thà. Rồi còn điểm yếu của em là thường thường hơi bị rung trước. Nó bị rung, lúc mà rung hơi bị hồi hộp. Rồi cái thứ hai là hơi bị bừa bộn xíu. Mình làm bất động sản mình đi sao rung được? Bình thường nói công việc khác thì em không rung, nhưng mà thường thường nói chuyện tình cảm hay mà nói trước phái nữ là rồi. Em mình rung đúng không? Dạ đúng ạ. Thôi mời nhà gái. Ưu điểm dạ. Của nhà gái là gì cơ? Dạ ưu điểm của em thì chắc là hiền, suy nghĩ tích cực. Dạ. Gì nữa không? Chắc lành tính. Dạ. Rồi còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em thì kiểu cảm giác sẽ rất khó chia sẻ với người khác. Và cũng lười giao tiếp ở trên mạng xã hội. Dạ. Và em cũng không biết nấu ăn. Trời. Thật ra lười giao tiếp trên mạng xã hội nó không phải là khuyết điểm đâu. Dạ. Bây giờ nhiều khi người ta lại bị lệ thuộc mạng xã hội nhiều quá, nên em lại là một cái số mà đi ngược lại thì nó sẽ là một cái điều gì đó rất là đặc biệt. Không, tất nhiên là nó cũng có hai mặt của nó. Yeah. Mình giao tiếp mà mạng xã hội nó cũng có những cái điều tốt của nó nha. Nó cũng có những cái ưu điểm của nó. Không giao tiếp bên đó thì cũng có ưu điểm của nó đó. Dạ. Yeah. Rồi Cường, mình chuyện yêu đương nó sao rồi? Chuyện yêu đương của em là em cũng hơi nhát á, nên từ trước đến giờ đa số là em thương thầm người ta là khoảng tầm 2 mối tình. Thương thầm 2 mối tình luôn? Dạ. Thương thầm mà tới 2 mối tình lận đó. Dạ. Thì đợt hồi còn sinh viên á thì em cũng thích bạn kia được một thời gian, xong rồi bạn kia lại quen người khác. Còn đợt thứ hai thì em cũng bạn đã đồng ý hẹn hò khoảng tầm 2 tuần sau thì bạn ấy có bị mất rồi do tai nạn. Dạ. Hay thì em không có mối tình nào mà mình tỏ tình được hết trơn hả, hay là tao tỏ tình với mình? Dạ từ trước giờ không có luôn hả? Dạ
Trời ơi. Vậy là hồi nào giờ có nắm tay con gái chưa? Dạ em chưa, ơi. Chưa. Chưa. Lại là một ca Trinh Nguyên. Hình như cái áo này nó phù hợp với những cái ca như vậy hay sao? Thiệt luôn á hả? Trời ơi. Nhà trai. Dạ. Không tin luôn á. Sinh năm 89 á mà chưa bao giờ nắm tay bạn gái luôn. Hai mối tình mà thương thầm không à? Không thì mình cũng đã từng có một ca sinh năm 87. À. Mà cũng không có làm gì hết trơn trời. Nhưng mà đây nhìn mạnh mẽ lắm rồi sao? Mà đây là chưa nắm tay luôn. Ờ. Làm gọi là nó có vấn đề gì không hôm em? Vì cái gì mà em lại không có dám nắm tay bạn gái? Vì cái gì? Em mặc cảm cái gì hay là em không dám hay là như thế nào đó, hay là cái cách của em muốn nắm tay người ta nó lại không có phù hợp với lại người ta hay sao? Dạ, em không dám ạ. Không dám hả? Dạ. Sao không dám? Lý do gì mà mình không dám? Người rung hồi hộp. Nói tới còn rung kìa. Đầu Lan nắm tay Cường em thì lại là khác rồi. Mình tay, không phải là đâu, nắm bắt tay coi, bắt tay coi. Đó, bắt tay thì được mà cái tay lạnh ngắt hả? À. Mình có bao giờ nằm mơ mình hung cô gái nào chưa? Dạ có. Có hả? Dạ. Nói cái mớp mồi muốn hung rồi thấy chưa? Nhưng mà mình có khát khao được nắm tay một người bạn gái đi ra đường, đi giới thiệu với bạn bè không? Dạ có. Có. Mà không dám. Dạ. Vậy bây giờ mình dám chưa? Giờ dám. Một chút mở rào ra nắm tay liền nghe. Dạ vâng chị. Nhớ nghe. Dạ. Cố lên. Dạ vâng. Tôi không tin luôn á. Mày hàng hiếm quá. Rồi được rồi, tôi qua bên nhà gái coi sao. Nắm tay mà không dám được cái gì. Rồi con. Trời ơi, còn trẻ xinh đẹp quá. Mình có mấy mối tình rồi nè? Dạ con có một mối tình. Một mối tình hả? Lâu không con? Dạ cũng lâu rồi, từ thời đại học á. Nhưng mà yêu nhau mấy năm? À dạ cũng không lâu lắm, chắc đâu đó cũng tầm một năm. Một năm? Dạ. Cũng lâu á. Một năm là sương sương rồi đó. Từ thời gian bạn và yêu, tại tụi con là bạn từ trước đó. Dạ. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nó... Nó ngắn. Dạ. Ngắn không bao lâu? Dạ cũng lâu lắm đâu. Nắm tay chưa kìa? Dạ có rồi. Em ơi, em nghĩ như thế nào khi mà một chàng trai 36 tuổi, à không, 35 tuổi mà vẫn chưa nắm tay một cô gái nào? Dạ cái này con cũng không biết sao nữa. Cũng không có kinh nghiệm tình yêu nữa, sao hỏi nó được, không? Thôi bỏ qua chuyện đó, nói chung là hai bên gần như tình yêu nó... Trong sáng quá, trong trắng. Trong sáng nó chưa có một cái gì đó, kinh nghiệm. Đó, bây giờ con muốn tìm người yêu thế nào? Dạ, thì hiện tại thì mẫu người của con sẽ là thiên về hài hước, uy tín. Dạ, sẽ thêm một chút chủ động. Bởi vì con là một người khá là không chủ động trong tình cảm. Thua rồi, thua. Là không có chủ động được rồi. Thua trời xa ơi, luôn rồi. Cái kèo này sao tôi nghi quá à. Ông bên kia đứng trước cáo luôn mà lập cặp không cặp nói luôn. Chuyện được luôn. Hồi đó nói chuyện gái là coi như là mặt xanh lè luôn rồi đó. Khó à. Giờ mình đổi đi, mình đổi gu đi. Mình là người chủ động đi. À, không sao đâu. Nha. Nếu mà mình gặp một người đàn ông tốt, nếu mà anh kia là một người tốt, hợp với mình thì mình chịu khó chủ động một chút. Để cho ảnh quen, chừng nào ảnh quen rồi thì kêu ảnh chủ động lại. À, bây giờ một mẫu hình thế nào, con tưởng tượng một chàng hoàng tử của mình cao ráo như thế nào, nước da rồi tóc tai sao, tưởng tượng thử xem. Dạ, về ngoại hình á thì chiều cao sẽ cao hơn con thì tầm khoảng 1m75. Dạ. Về ngoại hình thì không quá mập, tại con không thích người mập. Dạ. Về da thì con thích da nói chung là ngâm đến trắng chứ không quá đen. Thì đó là về ngoại hình bên ngoài. Thật ra là nếu mà có thiếu thiếu chút xíu thì cũng chăm trước nha, nghe. Được không? Được không? Tao chưa yêu lần nào, tao tưởng tượng gì thôi. Ừ, thì không, yêu mình, đi mình rồi. Phải nói trước vậy chứ. Yêu xong nó quên dự mập mạp, nó quên hết nước da, nó quên không còn cái gì hết trơn á. Khi yêu rồi là không có nhớ gì hết trơn á. Rồi, bây giờ ngược lại. Chắc cũng không biết hình mẫu lý tưởng của mình là gì đâu. Tưởng tượng coi. Có giờ tưởng tượng nàng công chúa của mình như thế nào không? Em tưởng tượng là chắc cao khoảng từ 1m55 đến 1m65 chẳng hạn. Nước da rồi tóc tai sao? Nước da tóc tai thì em cũng chưa tưởng tượng ra.
Có mẫu hình lý tưởng gì không? Mẫu hình lý tưởng nào mình hướng tới không? Dù như... mẫu hình lý tưởng em cảm thấy ưa nhìn cái này không không quá ốm cũng không quá không, không quá mập hả? Dạ. Này mới khó đó, lưng lưng vô chừng khó lắm á. Là tướng phải chuẩn. À, thôi được rồi. Hỏi người thân đi chứ về bó tay. Cặp này yêu chưa có kinh nghiệm luôn á. Em đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Rồi, chào nhà gái. Bạn bè, đồng nghiệp không có chỉ cách đã yêu đương nghiệp tên. Ít kỹ quá. Nhóm này coi chừng cũng ế giống vậy luôn à. Đúng không? Dạ đúng. Đúng. Nguyên nhóm, nguyên team vậy luôn đúng không? Tụi em chơi thân lắm đúng không? Dạ không, thân vừa thôi chứ không thân lắm. Trời dạ. Ơi. Dạ, dạ, nói chung là hôm nay đến đây thì em nghĩ nó cũng là cơ duyên của hai bên thôi. Thì Nhung ơi, chị thấy là chàng trai bên đây thì cũng khá là chân chất và hiền lành, nó rất là cảm giác rất là chân thật. Thì thật ra là mong rằng là sau khi mà mình vén cái rèm hoa này ra thì mong là bạn nam có thể chủ động hơn một xíu để mà Nhung cũng sẽ sharing nhiều hơn. Thì lúc đó cho cơ hội để tìm hiểu nhau. Bên này không có chủ động nổi đâu. Thôi chút nữa có gì ông Mai ông sẽ hướng dẫn từng đường tơ kẻ tóc. Rồi bây giờ nhà trai đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ với đồng nghiệp của em. Đó có mẹ nè, để hỏi mẹ cho rõ nè, rõ nguồn cơn. Dạ con chào cô. À, xin chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Mình là mẹ của Mạnh Cường. Nói chung là Mạnh Cường thì rất là thật thà. Có cái chuyện gì về cũng nói với mẹ hết. Mà đúng là rất là nhát gái. Nói chuyện công việc thì rất là đâu ra đấy. Trong xóm ai cũng khen là anh này có vẻ là mạnh dạn. Nhưng khi mà có con gái mà có tình cảm là không nói được. Xong nói cả lăm. Đó là cái yếu điểm. Dạ. Có con gái là nói cả lăm. Mà nói cũng hơi nói nhanh. Rồi... qua cái chương trình này thì thấy hai con cho nhau cơ hội đi. Tại vì tình yêu hạnh phúc thì phải vun đắp rồi xây dựng mới có được. Chứ không bao giờ có sẵn. Mà cô thấy Nhung bên này là cô ok lắm luôn á. Thôi con cho con trai cô cơ hội nhé. Vậy làm dâu cho cô đi. Cô sống đơn giản lắm. Rất hiền lành. Cô là giáo viên cũng nghỉ hưu rồi. Con làm dâu cũng được mà riêng cũng được. Sống thành phố cũng được. Mà về sống bên cạnh cô cũng được. Cô cũng từng làm dâu mà, cho nên là con cho con trai cô hời nhé. Trời ơi, đất ruột. Thiệt á, đi đâu chắc phải dẫn mẹ theo đó Cường. Dạ. Trong quá trình yêu đương đôi trẻ mà nó có cái gì không hiểu thì cô hướng dẫn cho tụi nó nha cô. Mình chỉ cần con nhận lời tìm hiểu thôi, thì cô sẽ luôn luôn tìm cách để cho các con có cái sự gắn bó lâu bền hơn. Trời ơi, cảm ơn cô. Rồi. Rồi, bây giờ thôi mở rào để Cường chủ động đi ha. Trước khi mở rào tôi dặn dò là khi mở rào ra thì đứng ôm ổng một ôm ổng từ đầu cho tới cuối, khi nào ổng hết rung á thì hãy buông ra. Chứ để không thôi ổng té xỉu. Có đâu, bình tĩnh lên cô. Coi như mình đi mua bán bất động sản đi. Ổng chưa nắm tay ai bao giờ đó, một chút hướng dẫn ổng nắm tay nghe không? Cầm sẵn này, tiến tới nha. Rồi, mở rào. Đẹp quá. Hít hơi thật sâu vô. Thở ra thì phòn phòn. Tiến tới đi Cường. Tới đi. Dạ. Cảm ơn quà nhiều các em. Gì vậy đứng đó? Dạ em có món quà. Cảm ơn em. Có mở quà bạn gái tặng gì đó. Mở quà của bạn gái tặng gì Cường? Dạ, bình nước. Hả? Bình nước à? Nói bạn gái tặng bình nước chi? Bình nước nóc lóc. Dạ, cũng phù hợp với em hay đi ra đi đường. Nói gặp với bạn gái kìa. Cảm ơn em món quà. Thì anh hay đi ra ngoài đường gặp khách á, thì cần những nước. Nhiều khi mình bỏ nước đá hay là cà phê sữa trong đó mình đi uống nó tốt hơn. Dạ, cảm ơn em. Rồi. Về chỗ ngồi đi đứng đó sao? Khép nép quá. Về để hai bạn đối diện nha. Đây đưa quà đây. Đó.
Ngồi xa xa thì còn khí thế nha, lại gần là khép nép quýu liền. Lúc mở rào ra thì em nghĩ sao về anh? Dạ, thì đầu tiên á, thì giống như mọi người chia sẻ là sự chân thành. Trong quá trình mà anh chia sẻ thì em cảm nhận được cái sự chân thành đó. Còn về hình dáng là tất cả mọi thứ thì cũng cao hơn em. Nếu mà về mức độ là độ cao thì nó sẽ là cao hơn em. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà có một điều thì về độ tuổi thì nó hơi lớn hơn so với bé em. Dạ. Anh nghĩ là trong tình yêu á, thì tuổi tác nó cũng không có quan trọng. Chính ra là em 97 thì anh 89 thì cũng không có chênh nhau nhiều. Dạ. Anh từng thấy những cặp đôi hơn nhau những 12, 13 tuổi người ta vẫn sống hạnh phúc. Tình yêu không có phân biệt tuổi tác, hơn nhau mấy chục cũng bình thường mà. Quan trọng yêu nhau không. 25 người ta lấy 52 còn được mà. Em có gì hỏi anh nữa không? Dạ. Thì giống như câu hỏi của anh á, thì sau khi anh thấy em thì anh cảm nhận như thế nào về em? Lúc á, thì mở rào ra nghe giọng nói thì anh cũng thấy là giọng nói dễ nghe nè. Rồi cũng có sự cuốn hút. Còn khi mà mở rào thì em thấy anh em ưa nhìn thì cũng đúng như em mong muốn. Và cái thứ hai là anh cảm thấy tim anh cũng hơi rung động. Hỏi coi bên đó khoảng chừng nào có thể kết hôn được. Theo em á, thì mình bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Dạ, đối với em thì nếu mà trong một mối quan hệ về thời gian á, thì tùy theo thời điểm. Nhưng mà hiện tại thì bản thân em sẽ chưa có muốn kết hôn. Và nếu được thì nếu trong một mối quan hệ thì tầm khoảng 2 năm. Yêu nhau sau 2 năm thì khi đó sẽ tiến tới hôn nhân. Để em có thể hiểu rõ về đối